Bây giờ anh em phải hiểu cái câu chuyện nó như thế này. Những cái thằng như thế này á là ở ngoài bờ nó rất là khó bạn, phải không? Nó không có bạn bè, nó rất là thiệt thòi như đủ thứ cả, chứ có phải nó như anh em mình đâu. Anh em mình bạn bè, anh em họ hàng đầy đủ mấy thằng này nó có đâu. Cuộc sống nó chỉ có lên mạng mà để nó xả đấy anh em. Bất hạnh mà là anh em phải thương bạn. Mùa hè xanh, shopzycom.com giảm giá thả phanh cơ hội sở hữu nick VIP giá rẻ vô địch trong mùa hè này. Mùa ngày ác hàng hiệu với giá chỉ 80k, sốc giá phá kho, hàng nghìn tài khoản liên minh với giá siêu đãi nhất từ trước tới nay. Cái gì cũng rẻ, truy cập ngay shopzycom.com để sở hữu ngay cho mình một ác VIP giá rẻ thôi nào. Thần đồng đất Việt này. Thoải mái đi Vũ ơi, cái bụng của anh Duy bây giờ nó cũng bé đi nhiều rồi đấy. Chứ anh em mà gặp Duy cái đợt Tết là hơi ngập. Thôi, hết giờ dìu dít rồi, anh Duy còn TV này. Vậy đang còn tiền mở quán nữa à? Không, hết rồi, anh em ơi, đang âm mà. Đến giờ hạt rồi, anh Duy còn TV này. 5 năm tới hoàn vốn được không á? Kinh doanh mà 5 năm hoàn vốn là chết rồi anh em. Quán net chỉ 3 năm là máy nó đã phải nâng cấp rồi. 3 năm là phải có tiền xoay vòng một lần rồi. 3 năm là phải nâng cấp máy một lần rồi anh em. Dự kiến là khoảng hơn năm nữa mà hoàn vốn được thì bình. Anh Duy tiết lộ ở doanh thu hôm sương sương hôm khai trương xem nào. Là nó rơi vào tầm bộ mấy trăm triệu. Doanh thu hôm khai trương là mấy trăm triệu. Chịu, chả biết. Làm vì đam mê mà cũng hỏi tiền lòng gì nhỉ. Mở quán ra cho anh em giao lưu là chính như tiền bạc gì. Ơ, nhưng mà làm cái đấy có rút ra được không? Không rút, ai cho rút. Chơi bao nhiêu nạp bấy nhiêu nha. Chứ bây giờ anh em ăn của khuyến mãi X4 xong anh em lại ra đòi rút tiền. Lại là rút à? Đặt tài khoản xong lại. Cái hôm khai trương gọi là đứng kẻ sẵn ra xong lạp tầm độ vài củ và xong rút ra là binh. Kinh thế nhở, ông thần đồng đất Việt lấy ai ca. Tập trung đi anh em ơi, ông cạnh con này căng quá nhở. Tao lấy cái gì ông nóc ơi, còn binh tôi nữa. Các sợi đi này của tôi có cái gì thì ông lại không kể luôn chứ. Cày thế nhờ. Ai, hai flat. Thôi là tôi hơi khó chịu với ông rồi đấy, ông ạ. Ơ, thằng điên là không lát nhờ ông chú ấy. Đùa, cứ bắt con Katarin ra. Cái thằng đần này. Mày thấy con tướng này có cái gì để đánh nhau không? Len tao còn chưa đẩy được. Cái này đần lắm. Cày nữa, cày gì. Vâng ạ. À. Anh thì kinh rồi, anh nóc tuôn. Nói chuyện với người rốt, kinh đá thật. Con em Thành nhá. Anh Duy nghĩ đến việc làm chủ một team VCS chưa ạ? Anh á, anh chưa em ơi, Chủ một team VCS thì nhiều tiền lắm em ơi. Ôi giời, tổng bĩnh như nhờ cả Manfite ra đấy ông chú ơi. Đánh em ở đây tí được không? Bom đây là 4 kìa, đánh em. Đấy, đang đánh nhưng mà có cái gì đâu này, nhỉ? Này, theo thằng Manfite không? Anh slow không? À, không. Rồi ơi. Thế nhờ. Mày bố bị dắt. Chị Trang ngoài đời xinh thật à. Ông cũng ok mà. Không xinh nách luôn. Nói chung là cũng phải có một tí nhan sắc thì nó mới xứng với anh. À, anh Duy còm không lên luôn à. Nó đóng cái giáp gai kìa. Của anh hết mà. Thì anh đẹp trai mà. Em giàu mà.
Em giàu à? Em giàu nó bằng anh được. Lại là về câu chuyện anh nhiều tiền. Anh giàu tình cảm, còn em chỉ giàu tiền bạc thôi. Cái tình cảm mới là cái thứ quan trọng nhất trên cái cuộc đời này. Lốc đã uy scan 10.000 đồng. Anh Duy cho em hỏi một bàn bia thì đầu tư tất tần tật khoảng bao nhiêu một bàn? Khoảng 60 củ em ơi. 60 củ em ơi. Cái gì 60 củ? Bàn bia. À đúng rồi, anh em nào đi làm thì alo Duy nha mọi người. Đang kiểu nhân viên quá. Con trai sẽ bàn bia không? Cho em đi làm ấy. Lại là không sợ vợ ngay à? Cảm ơn em Thành nha. Cay đi làm á, thôi mày ở nhà mày stream như thế. Đi làm được mà. Trạng Vương mà lại phải đi làm mà. Ờ đúng chặn bát chặn đũa rồi. Mình tuyển một ca là 6 tiếng các bạn ơi. Ra lại. Mọi người có thể đăng ký ca với cả bạn quản lý là được. Cha mày ấy sinh mày ra chỉ để ăn cứt thôi. Vãi cả lìn. Chửi ác kê được rồi. Mày TF nó ulti đi, nó không hiểu anh đuổi theo kiểu gì ấy mà nó chửi anh kìa. Em ơi. Xin lỗi được không nhỉ? Cái. Rồi anh gì cũng loại sớm trong cái blue. Nhìn cái blue béo quá, béo ngậy quá. Anh gì giờ lành tính mà, các bạn chửi có nói gì đâu. Lành mà, đi lành tính mà anh em ơi. Có thử thoải mái. Bây giờ cái lớn rồi. Duy còn bây giờ có phải là Duy còn của những cái năm gọi là 2019, 2020 đâu. Bây giờ 2022 sắp sang 2023 rồi. Bây giờ nó cũng là một cái gọi là một vợ hai con mà sở hữu gọi là cái kênh nó gọi là à thôi. Duy còn 20 năm đã uy scan 10.000 đồng. Thế cho em xin chân lau dọn cũng được anh ơi. Em có hai bằng đại học với cả TOEIC 700 cộng thì có tuyển không anh mình ơi mặt cười. Cảm ơn em nhá. Thôi, chịu ra. Có bằng đấy không có lương giả đâu em ơi. Bữa trước anh thuê bác lao công rồi. Thuê hai bác lao công đúng rồi. Giỏi nó hay gì á. Cha mày chết mà. Sao mà ngày nó chửi mình ác ấy nhờ, mình có làm gì nó đâu ta. Vì nói chuyện đúng đỉnh luôn đấy chứ. Chú anh vắt, chú anh vắt. Chính ra cái giấc mơ này nó có thật đấy nhỉ. Xin địa chỉ luôn mà. Chỉ mỗi cái này nó không ở Hà Nội thôi nhỉ? Nó cũng dưa dứa đấy chứ. Ai thế nhỉ. Ngoan luôn. Giấc mơ là có thật à anh Duy? Giấc mơ là có thật đấy Thành ơi, đấy. Anh mơ chuẩn lắm. Cả mai anh thích cái con lô, con đề gì đấy đi. Cái giấc mơ của anh Duy nó hơi bị ok đấy. Lại là tự sát à, sao lại cuộc sống, sao lại không kiên cường nhỉ? Diana không giờ. Có cái vẹo gì không? Rồi, ôi, thôi xong rồi. Mày ông cảnh nghe hết cảnh rồi.
Dạ vâng ạ. Đôi khi ấy, đôi khi cuộc sống mình là cuộc sống mình là những cái mảnh đời bất hạnh thì nên cảm đó giúp như bạn mặt chun óc cơ không được thành thường. Bảo nó hóa ra là đu càng con à, khát nước thì tí cho cái bát mẻ để uống chứ bạn. kệ nó bạn ơi, kệ nó bạn ơi. Đó, kệ nó, kệ nó. Bây giờ anh em phải hiểu cái câu chuyện nó như thế này. Những cái thằng như thế này á, là ở ngoài đời nó rất là khó bạn, phải không? Nó không có bạn bè. Nó rất là thiệt thòi như đủ thứ cả. Chứ có phải nó như anh em mình đâu, anh em mình, bạn bè, anh em, họ hàng đầy đủ mấy thằng này nó có đâu. Cuộc sống nó chỉ có lên mạng mà để nó xả đấy anh em. Bất hạnh mà. Là anh em phải thương bạn. Anh Duy có nhận kéo em lên cao thủ không? Anh đang nhận kéo thằng cay mất rồi Long ơi. Cảm ơn Long nha. Để anh kéo xăm thằng cay đã nha Long nha. Anh em đến chơi quán Duy là anh em sẽ được tận hưởng. Ngoài quán này dịch vụ chơi bời ra có nhiều sự kiện bình lắm. Vậy mốt nghe anh em sắp khai trương quán là không chơi được. Khai trương quán gì đấy baby ơi? Để hết đâu. Ồ, đùa của anh ơi. Cẩn thận anh Duy ơi, thằng đấy không ngon đâu, không giòn. Ây à, nó kiệt sức luôn mà. Chúc mừng khai trương hồng phát nhé, mặt cười. Ôi, cảm ơn Tuấn Anh nhiều. Ai lên thì sao nhỉ? Ai đó? Đấy, ai đâu? Nó săn tu hoài vậy trời. Aris đã uiscan 10.000 đồng. Người ta hơi thất bại trong cuộc sống nên mới phải dùng game để xả. Anh Duy Global thông cảm cho bạn với. Ok bạn mà, anh thông cảm mà. Từ nãy anh có chửi bạn một câu nào đâu, anh biết mà. Có luôn là ông cay này. Yeah, đừng cười để em tập trung cái. 3 triệu thông thạo UV mà rờ quả rất vô trách nhiệm. Đang xuống. Ok đấy. Ai? Tố cho nó phong thủy một tí anh đây. Khổ nhỉ. Sao cuộc sống khổ thế nhỉ. Đánh thôi mà không ngáp được mà. Mấy anh em tự xử nhá. Anh đẩy tiếp đi. Thôi cứ đẩy đi. Ngon mà. Ui giời ơi. Free win. Nó hết sạch rồi. Nó không còn cái nịt gì cả. Thằng đấy hết giờ luôn. Mặc dù đánh hay đấy. Cút. Đấy anh em thấy không. Đấy đầu óc nó có bình thường đâu. Nó ăn được con balo nó chửi người ta luôn mà. Chợt nhớ chợt quên á, trông ông mày chợt nhớ chợt quên á. Dành con, ok. Ok đấy nhỉ. Gì đấy ông cảnh. Ôi. Mất siêu lên. Cay ơi đừng đánh thế, cay ơi lại thua ngược bây giờ cay. Đợi đi chung đi. Cay.
Bài học đầu tiên. Nó bật giờ lên nó bắt anh lúc không mình mạnh nhất. Lo anh biết công côn thì cho em thế. Sao mày ngu đấy? Mày đánh top mà mày nói câu đấy ra mày không thấy mày ngu à? Mày đánh mày nhìn xem lộ bao nhiêu thằng bắt đầu mày mới đẩy chứ. Cứ thấy người anh lao vào. Nó bật giờ lên bắt anh. Xong thì anh đi công côn là nó chạy ra em kìa. Em không biết. Mày thấy con TF nó giống bắt được anh không mà cay. Thì bây giờ sự việc nó lỡ ra như thế rồi anh đi nói em một câu rồi anh đi cứ chửi em thế. Thì có phải là rốt không? Có rốt nhưng mà anh đánh cái top lane thì để ý vào. Đánh top lane đẩy lane nhưng mà chuyên ra chết lẻ. Em cố gắng hết sức rồi. Xem cái lane cái bản đồ của mình ấy. Lộ bao nhiêu thằng rồi thì mình mới đẩy tiếp. Kìa cứu đó. Em vô. Không bao giờ lớn được. Đấy cái top lane. Thế mới cần có những người anh như anh. Anh gì mà, đừng có chửi. Nhưng mà nói gì thì cãi. Mày bắt đầu giống Tạc Quỳnh là đấy mà không phải là cãi à? Mày giống Tạc Quỳnh là đấy. Anh nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà thở ra những cái câu mà nó không chấp nhận được. Như kiểu là ngày xưa đi học ấy. Thầy giáo cô giáo mà mình mà nói những câu mà không thể chấp nhận được là cô sẽ chửi, hiểu không? Sắp xếp cho em với nhà hôm anh Duy. Hôm nay thấy cô chửi là bị kiện. Thế kỷ 22 rồi, không có xúc phạm danh dự nhân phẩm của học sinh nha. Mày học đâu cái trò đấy đấy. Mình đi cứ nhẹ nhàng vẽ một chút được không nhỉ? Đức Tín đã rescan 200.000 đồng. Chúc E Duy khai trương hồng phát nhé. Tiếc quá ca qua quán The Si. Ôi em cảm ơn anh Đức Tín nha. Cảm ơn anh. Thank you anh nhiều nha. Thank you anh. Có dịp qua chơi với em nhé.